xin cảm ơn những vũ điệu rất tuyệt vời của các dancer đến từ hội phụ nữ Việt Nam tại Winnipeg của chúng ta, và một lần nữa hãy dành cho họ một tràng pháo tay được không ạ? Các anh các chị rất là khiêm tốn khi mà tham gia chương trình này, thì các anh các chị nói với Hoài Anh rằng đó là Hoài Anh ơi, chắc là chỉ giới thiệu là đây là những học viên của lớp học nhảy line dance của hội phụ nữ thôi, chứ đừng có nói rằng là vũ công chuyên nghiệp gì hết. Nhưng mà nhìn đi, rõ ràng rằng họ rất chuyên nghiệp và họ rất là passion, rất là đam mê trong tôi cái điều nhảy của họ, đúng không ạ? Một tràng pháo tay thật lớn để đi dành tặng họ, đúng không ạ? Cảm ơn các chị nữa năm trời tập luyện để cho chương trình ngày hôm nay. Thank you. Em biết rồi, có vậy cho nên cái trình chuyên nghiệp nó được nâng cấp, là từ bình thường một bài múa là một bài nhảy là tập 6 tháng, bây giờ có 3 ngày thôi mà ra được một cái tác phẩm nghệ thuật như thế này.